Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Đức Vinh Shop nha. Clip hôm nay để giải đáp thắc mắc cho những anh em nói là bên shop mình chuyên đồ chơi có sửa chữa hay là khắc phục gì về cái tiền của FI không. Thì mình cũng nói đó là bên shop mình vẫn làm hết tất cả các về điền đó, điền và chế độ máy các kiểu anh em này. Điển hình hôm nay là một chiếc AB đời 2013-2014 tới shop với hiện tượng như thế này, anh em có thể quan sát rõ hơn. Hiện tượng đó là chiếc xe này được anh khách nói là xe để trong tình trạng là 2-3 ngày không đi tới thì bật đồng hồ lên hiển thị, là cái đồng hồ này nó không hiển thị nhưng cái đèn báo lỗi nó vừa vẫn sáng, anh em quan sát được cái dưới này đó, cái đèn báo lỗi vẫn sáng rồi tắt nhưng cái đồng hồ này không hiển thị. Cái đồng hồ này xong anh khách có đi một số thờ thì người ta biểu là thương cái đồng hồ này, nhưng qua shop kiểm tra thì anh em sẽ kiểm trước mắt, shop kiểm tra thì bây giờ mình kiểm tra. Qua mình kiểm tra thì hiện tượng là như thế này. Thì từ nguồn điện từ nuôi cái đồng hồ này là vẫn lên anh em này, anh em nhìn này. Nguồn điện lên đồng nuôi đồng hồ là vẫn 12 13V mấy này là vẫn có điện lên này. Nhưng cái đây là cực dương, là nguồn dương, còn nguồn âm cấp lên đồng hồ này là không có anh em này. Đây. Nguồn âm là không có, mình cấp nguồn âm dưới này là có. Mà cấp nguồn âm trên của cái dây này, dây là dây đen sọc xanh này, là không có nguồn âm. Kết luận của cái xe này là mất nguồn âm, tức là mất cực mát từ IC lên cái dây này. Để hiểu rõ hơn thì mình sẽ cố gắng khắc phục cái tình trạng này, anh em chờ thử. Vâng anh em, tình hình là cái xe này là qua mình kiểm tra thì mình đã phát hiện là cái bệnh của nó là như thế nào rồi. Quan sát kỹ hơn anh em như đây. Theo mình qua mình kiểm tra thì mở ra hết thì được biết là cái xe này là bị chuột cắn. Nó đứt cái dây từ dây cấp cực âm từ đây lên IC, rồi IC cấp ra lên đồng hồ. Còn một số anh thờ nói hư đồng hồ thì xem lại nha. Còn đây là cái dấu chuột cắn anh em này, không phải là mình từ bày vẽ ra mình làm đâu. Bây giờ là mình băng lại đây, cái dây vàng này là mình là vừa làm lại đây, xong là mình đã đấu điền hàn chì hàn thiếc đồ đây anh em ơi. Bây giờ thì hiển thị cái đồng hồ đây, sau thời gian mình làm kiểm tra thì như thế này. Đấy, chế độ đã đỏ như bình thường rồi, xe để nổ bình thường. Đó. Cái tình trạng của cái xe này là chỉ bị cái chuột cắn này thôi. Thì rõ vậy thì anh em cứ ok tin tưởng đấy, Đức Vinh Shop nha. Mình nhận làm tất cả các loại xe, điền về hay là chữ. Còn đây là chiếc xe của anh chịu thôi. Ok, rất cảm ơn anh em đã ủng hộ shop và tin tưởng shop từ trước bây giờ nha. Vâng thì anh em, thì là cái xe này đã làm xong rồi và bây giờ là mình chuẩn bị giao xe cho khách để test lại rõ hơn thì anh em nhìn đây. Đấy, chiếc xe lúc nãy bây giờ mình đã qua xử lý và khắc phục thì xe đã hiện tại tình trạng bình thường. Rồi, rồi điện này. Nói rõ hơn là bên số mình vẫn nhận sửa chữa và khắc phục các loại xe đời mới thì đã đi anh em nhé. Ok, giao xe cho khách thôi.